3 bước cần thực hiện trước khi mà làm việc trên phần mềm server. Đầu tiên là các bạn chọn đường dẫn để new mã hao. Các bạn vào phần edit, vào custom và vào cái preference. Phần này các bạn vào cái phần path. Và trong này đây là cái phần để tạo ra lưu trữ. Và các bạn thường thì các bạn sẽ là chọn vào ổ nào đó mà các bạn đang làm việc, sau đó các bạn chọn vào cái miếng lưu trữ. Nhưng trong sản xuất ấy, thì bọn mình thường sẽ lựa chọn ổ C. Và với cái thằng 9.0 này thì các bạn lựa chọn data 90, các bạn để nguyên như này. Và khi mà các bạn mở mẫu ở cái miếng lưu trữ nào thì các bạn Ctrl F vào và new vào, nó sẽ tự động new vào miếng lưu trữ đó. Và sau đó các bạn lựa chọn vào Apply Saver. Ok. Thứ hai là các bạn chọn đơn vị, các bạn cũng chọn vào Edit. Sau đó các bạn chọn vào User Environment. Trong này có hai phần các bạn lựa chọn. Một là các bạn lựa chọn là đơn vị là metric, như là mét. Hai là các bạn chọn đơn vị là inch. Và với đơn vị mét này thì các bạn số này các bạn lựa chọn. Ở đây các bạn có các tùy chọn 0, 1, 2, 3. Với các tùy chọn này có nghĩa là gì ạ? Tức là nếu các bạn chọn số 2 thì cái số chính xác nó sau dấu phẩy 2 số. Và chọn số 3 thì cái số chính xác nó sau dấu phẩy là 3 số. Và mình làm việc mình sẽ thường lựa chọn là với metric này các bạn lựa chọn là 2. Còn với thằng inch này các bạn sẽ lựa chọn là 3. Và sau dấu phẩy 3 số. Sau đó các bạn sẽ sử dụng là lưu vào server, lưu vào. Các bạn sẽ nhìn thấy phần này này, nó hiển thị lên phần im. Đây chỗ này là phần mình lựa chọn inch ạ. Và mình quay lại nó. Và nếu như mình lựa chọn nó là mét, mình lựa chọn nó là mét, sau đó các bạn cũng bấm new vào thì các bạn sẽ nhìn đây, chỗ đây đơn vị chuyển sang mét. Và sau này khi các bạn làm việc, các bạn lưu ý cái đơn vị này, tránh hiện tượng nhầm lẫn ở đây. Và một inch với mét nó sẽ chênh nhau. Tiếp theo là các bạn chọn đến cái nguyên tắc nhảy mẫu. Và thì các bạn sẽ chọn từ bé đến lớn. Các bạn sẽ vào trong grid này, vào trong grid option này. Và trong này các bạn chỉ cần chọn một lần thôi, đằng sau nó sẽ y nguyên như vậy. Và chọn vào cái smell này là nhảy từ cỡ bé đến cỡ lớn, hoặc là ok. Ok,